Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Độ duyên lành bằng tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay con biết được hoàn cảnh của ông ba sống trong ngôi nhà không có vợ, không có con. Bây giờ ông bị bệnh nữa, bị bệnh phổi, không có tiền để gặp bác sĩ. Mà bây giờ nhận được cái món quà yêu thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, chào yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh của ông ba trong lúc hoạn nạn khó khăn này. Xin cảm tạ tấm lòng từ bi, tấm lòng bao la của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp rất là nhiều. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cầu chúc cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp nhiều sức khỏe, nhiều bình an, làm ăn có lộc có tài, giúp đỡ bà con nghèo trong lúc hoạn nạn khó khăn. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn vong linh ông bà của quyền thất tổ, tổ tiên của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp đã quá giảng, được giảng sanh Tây Phương miền cực lạc quốc về với Đức Phật A Di Đà. Ngày hôm nay trong lúc hoàn cảnh ông ba khó khăn mà được sự trợ duyên của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp trao tặng 300.000 để ông có tiền mua thuốc uống. Xin cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp rất là nhiều. Con cùng với ông ba xin được niệm Phật hồi hướng công đức lành cho vợ chồng cô chú. Nam mô A Di Đà Phật.